mà nó nở rồi. Nó nở nó cũng đều hoa hồng. Ra ngày hôm qua nó bay ra nhiều quá, bay khắp chuồng. Nhà giờ còn đầy ở vườn ấy. Kêu như kiểu kiểu rừng ấy. Khách hàng ở Quốc Oai bán chế thương phẩm cho trang trại Thanh Sơn. Hôm trước cùng các loại thập cẩm nói thật sự nha, nếu tháng sau ấy xe nào có bánh đẩy luôn không phải khênh nữa, đang tính rồi, ở nhà chỉ ăn lên thiết kế thôi. Đang nay khênh nặng rồi à, được lần sau mua bánh. Thì không đấy, nhưng mà mình chưa nghĩ ra. Ai tính tiếc đâu, chưa tính tiếc đâu, còn làm cửa được cơ, còn làm cửa đậy được cơ. Làm khung bôi bát tiền ra đây. Hôm nay nó bảo chưa thấy ai khung to như thế này. To, cao. Kinh khủng như thế này. Nó cúi xuống này chị nhìn. Ốm người. Tức là chồng phao to như thế. Không cần thật lại cắm đầu trong ghế để mò nó cắn cho thầy. Thầy được. Nào có dịp vào đến trong kia vào giao lưu nhá. Anh em làm bữa lẩu nhá. Lẩu dế. Nói là gì thời gian.